Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món ăn dân dã của mình. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách cái công thức mà làm nước sốt muối tiêu để bóc gỏi gà ha. Mình làm để dành trong tủ ăn dần thì các bạn chuẩn bị nhiều chanh và tắc một chút ha. Chanh kết hợp với tắc cho nguyên liệu chính ha. Của mình thì gồm có nước mắm, đường, tiêu và mình sử dụng kèm muối tiêu lá chanh này. Thì cái muối tiêu lá chanh này mình đã làm ở clip trước đó, các bạn quay lại xem ha. Rồi bây giờ mình đi cắt chanh và tắc để vắt lấy nước. Thì cái nước sốt này nè, các bạn cứ làm xong các bạn cứ để trong tủ mát á. Khi nào mà bóc gà thì các bạn cứ mang ra rồi mình dùng ha. Cứ mỗi lần mà bóc gà thì mình mang ra mình dùng. Cái này bảo quản được rất là lâu, tầm 2-3 tháng trong tủ lạnh ngăn mát đó các bạn. Rồi chanh thì các bạn nhớ lọc cái hột nó ra ha. Các bạn chuẩn bị một cái tô. Sau đó là mình cho là 150g đường vào. Thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 muỗng canh vuông đường đó các bạn. Và nước mắm. Nước mắm thì các bạn dùng cho mình là 5 muỗng canh nước mắm. Cũng 5 muỗng vuông đầy ha. Nước cốt chanh thì các bạn cho mình là 250ml nước cốt chanh. Nước cốt chanh với tắc đó. Tiêu thì mình dùng 1/2 muỗng canh tiêu thôi. Thì kết hợp vào đó là mình dùng 4 muỗng canh muối tiêu chanh lá chanh này ha. Thì cái muối tiêu lá chanh này mình đã có làm ở trong clip trước rồi đó. Các bạn ghé lại xem ha. Rồi cái công thức này thì các bạn khuấy cho nó tan. Khuấy tan hết cái gia vị này thì mình mới dùng được ha. Nhớ là các bạn khuấy tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nói chung là khuấy cho nó tan hết cái gia vị rồi mình dùng ha. Các bạn dùng không hết thì mình có thể bỏ vào cái hộp á, xong mình để vào ngăn mát. Để tầm 2-3 tháng không có hư đâu. Lúc nó muối tiêu chanh này nè, cái nước sốt này nó kẹo lại rất là ngon luôn đó. Trộn gỏi rất là thơm, rất là ngon. Đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn để sang một bên ha. Mình đi thái hành tây. Thì củ hành tây này các bạn sẽ đôi ra. Và mình thái theo cái chiều dọc như thế này nè. Sái mỏng như thế này thôi nè các bạn nè. Để mình bóp cái gà cho nó ngon ha. Sau đó là các bạn chuẩn bị cho mình một thau nước đá. Và mình cho hành vào. Các bạn làm vậy để hành nó được thơm. Nó không có bị hăng nè. Nó rất là giòn nè. Đó. Hành củ tím thì các bạn cũng thái ra. Thì củ tím thì cũng thái mỏng ra rồi mình cũng cho vào ngăn, cũng cho vào cái thau nước đá đó đó. Để cho mình ngâm cho nó hết hăng ha. Về cái phía ớt thì bạn nào mà ăn ớt cay được á thì mình sử dụng ớt hiểm nha. Còn đây thì mình sử dụng cái ớt sừng này cho nó có màu, cho nó đẹp thôi. Thì sau khi mà mình ngâm được 10-15 phút rồi nè, hành mình vớt ra. Hành ngâm như thế này rất là giòn và nó bớt hăng rất là nhiều ha. Gà thì mình ở đây sử dụng là 1/4 cái con gà. Cái con gà này của mình nó rất là to, nó tầm 4kg luôn á các bạn. Nó rất là to nên là mình sử dụng 1/4 và mình đã xé sẵn rồi để tiết kiệm bớt cái thời gian nha. Rồi các bạn cho vào một cái thau nè. Sau đó mình cho hành vào, cho hết cái hành này vào. Đó. Thực ra thì bóc gỏi gà rất là nhanh luôn á. Nếu như mà các bạn pha sẵn cái nước sốt như thế này nè. Mình làm sẵn vậy mình cứ để trong tủ, khi nào mình thích ăn gỏi gà đó mình cho ra cái là mình trộn liền ha. Thì đi một phần gà như thế này á, các bạn cho mình làm một muỗng canh rưỡi đi ha. Một canh rưỡi trước đi. Các bạn nhớ trước khi dùng các bạn đảo nó lên nha. Các bạn khuấy lên rồi mình múc vô cái gà thôi. Rồi các bạn trộn nó lên. Rất là nhanh, rất là đơn giản ha. Và cái nước sốt này nó rất là thơm luôn đó các bạn. Thơm là nhờ có cái muối tiêu lá chanh đó. Nó rất là thơm. Và cái nước tắc chanh đó, nước tắc với nãy chanh nãy mình vắt đó. Nó rất là thơm luôn. Đó, mình nếm thử ha. Trời, cũng vừa ăn rồi các bạn. Rồi mình cho ra dĩa thôi.
Thì cứ khi nào mà mình ăn á, thì mình lại lấy cái nước sốt này nè các bạn, quậy quậy lên rồi mình trộn vô thôi. Rất là đơn giản ha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công. Nếu mà thích thì đăng cho mình xin một đăng ký, một like để ủng hộ mình ra nhiều clip mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.